Đây là chiếc đồng hồ của Lắc, loại đồng hồ treo tường máy cơ 2 lỗ cót, hàng mãi của Đức nhé. Chiếc này thùng gỗ, kích thước chiều cao là 76, chiều rộng là 34 nhé. Chất liệu là gỗ thịt, gỗ sồi thịt nhé. Được đục chạm hoa văn trực tiếp lên trên cánh thùng này. Hai bên là hai chuỗi hạt và hoa văn nhé. Bên trên là kính phẳng và bên dưới là kính rào các thanh nhập đồng nhé. Thùng tông màu lông vũ, mặt số 20 cm. Chiếc này máy cơ 2 lỗ cót và gông vòng, gõ chuông báo giờ nhé. Cái này thì đánh giờ tròn giờ thôi nhé. Rồi, bây giờ mình cắt tiếng chuông này, 30 phút không đánh. Rồi 5 giờ có 5 tiếng nhé, máy đẹp zin bản 100%, đã chất chạy rất ok.